Những ngày này, các địa phương trên địa bàn huyện Yên Sơn đang sôi nổi tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao nhằm hưởng ứng chương trình du lịch qua các miền di sản Việt Bắc và lễ hội Thành Tuyên năm 2023. Tại thôn Đồng Sơn, xã Chân Sơn, trên 200 diễn viên quần chúng đến từ các xã trên địa bàn huyện Yên Sơn đã tham dự chương trình giao lưu văn nghệ, dân ca dân vũ, hưởng ứng chương trình du lịch qua các miền di sản Việt Bắc và lễ hội Thành Tuyên năm 2023. Các tiết mục được chuẩn bị chu đáo, giản dựng công phu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc đã để lại không khí vui tươi, ấn tượng sâu sắc trong mỗi khán giả và du khách đến xem cổ vũ. Để hưởng ứng năm du lịch của Thành Tuyên, Tuyên Quang, thì các hoạt động phong trào của chi hội phụ nữ cũng như là các hoạt động phong trào của các câu lạc bộ cũng rất là phát triển. Và chúng tôi là những thành viên để tham gia các hoạt động phong trào của xã hội cũng rất nhiệt tình, đi tập cả trưa cả tối để đem những cái tiết mục đặc sắc đến với khán giả. Hưởng ứng chương trình du lịch qua các miền di sản Việt Bắc và lễ hội Thành Tuyên năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Sơn đã xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức chuỗi các hoạt động sôi nổi. Nổi bật là giải bóng đá nữ khu vực ATK mở rộng, thi đấu bóng chuyền hơi tại xã Trần Sơn, giao lưu ca nhạc, dân ca, dân vũ, hội thi ca múa nhạc các dân tộc huyện Yên Sơn. Các hoạt động này diễn ra sôi nổi, đã thu hút đông đảo nhân dân đến xem, cổ vũ. Từ nay đến hết ngày 29 tháng 9, Ủy ban Nhân dân huyện sẽ tiếp tục tổ chức công diễn các tiết mục xuất sắc nhất của hội thi ca múa nhạc các dân tộc tại hội trường huyện Yên Sơn, trình diễn trang phục dân tộc, đêm hội trung thu cho các cháu thiếu nhi. Với việc tổ chức đa dạng, rộng khắp, nội dung phù hợp, hấp dẫn, mang tính nghệ thuật cao, chắc chắn sẽ tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần cổ vũ động viên, nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Xã Tân Long thì đến với hội diễn liên hoan văn hóa các dân tộc huyện Yên Sơn năm 2023. Bản thân tôi cũng là một cán bộ văn hóa và cũng đợt này cũng mang đến những cái bản sắc văn hóa riêng của dân tộc Tày. Chúng tôi muốn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc nên là chúng tôi sẽ mang đến chương trình liên hoan văn hóa các dân tộc huyện Yên Sơn là một chương trình hát then để giữ gìn cái bản sắc văn hóa của dân tộc Tày của chúng tôi. Đến với liên hoan văn hóa các dân tộc thì tôi cảm thấy thì diễn ra thì các cái tiết mục liên hoan đợt này rất là có ý nghĩa, vừa là mang đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc của các dân tộc trên địa bàn huyện Yên Sơn cũng như là ở xã Tân Long. Thực hiện theo kế hoạch của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao để hưởng ứng năm du lịch Thành Tuyên, thì Trung tâm Văn hóa Truyền thông Thể thao huyện Yên Sơn cũng đã cử cán bộ chuyên môn đến cơ sở trực tiếp chỉ đạo các hoạt động như thi đấu thể thao, văn hóa văn nghệ ở cơ sở. Và song song với đó thì Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Sơn cũng xây dựng kế hoạch tổ chức cái liên hoan ca múa nhạc các dân tộc và trình diễn trang phục dân tộc tại quảng trường huyện Yên Sơn. Thông qua các hoạt động hưởng ứng chương trình du lịch qua các miền di sản Việt Bắc và lễ hội Thành Tuyên năm 2023 sẽ giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh du lịch và các sản phẩm nông lâm nghiệp của huyện, qua đó mời gọi và thu hút du khách đến với Yên Sơn nói riêng và Tuyên Quang nói chung.